Lời đầu Trái Thiên Thơ gửi tới là chào trân trọng đến toàn thể anh em trao đôi trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 thì em về được một cặp đầu đĩa CD của hãng Sony. Model của nó là CDP 227 ESD và 228 ESD. Ở đây là những chiếc đầu ở trong phân khúc bình dân, được đánh giá khá là cao về độ bền, chất âm nhé. Đấy. Và tầm giá thì chiếc đầu Sony 227 thì được sản xuất năm 1987 với giá xuất xưởng của nó là 59.800 yên. Nó có cái size ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 11,5 và chiều sâu của nó 34 cm. Và nó nặng 6,3 kg. Chiếc đầu phía trên là chiếc đầu của Sony 228 ESD thì đã sản xuất sau một năm là năm 1988. Đấy. Với giá xuất xưởng của nó là cũng là 59.800 yên và nó kích cỡ cũng như là size thì nó cũng tương tự giống nhau. Tuy nhiên thì cái cách thiết kế và cũng như phần chip giải mã thì nó khác nhau. Sony 227 thì sử dụng con chip giải mã TDM541 của Philips. Đấy, còn 228 thì sử dụng hai con chip giải mã PCM58 thôi nhé. Đấy, 58. Đấy, hai trường phái chữ âm khác nhau. Đấy, để cho các bác chọn lựa. 227 thì đưa ra chất âm mộc mạc chi tiết, còn 228 thì đưa ra chất âm sạch sẽ, chi tiết và trong sáng nhé. Đấy. Về phần ngoại hình thì em cũng quay sơ qua để cho các bác được chiêm ngưỡng. Thì đây thì em đã test sơ qua thì đọc rất là tốt các nhé. Đấy, những dòng này thì mắt đọc cực tốt rồi. Đấy. 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 Bấm là nhận đĩa. Đấy. Em quay sơ qua thôi, còn bác nào đặt mua sản phẩm nào thì em sẽ gửi hình ảnh và làm video chi tiết để trước khi các bác gửi đi cho các bác. Này. Đây con 227. 27 thì mặt tiền của nó thì chỉ có vết đây, có vết xước này. Đấy. Lại thì cơ bản rất là đẹp nhé, còn đẹp. Đấy. Còn mặt tiền của con 228 thì đây nó cũng có mép này, nó hơi dày nhẹ, không đáng kể. Đấy. Và cái phần mặt kính này thì nó có vẻ bị kỹ phần xước răm hơi mờ mờ. Đây các bạn, đấy, này. Hồi đây, hồi thì con 228 bên trên đây thì nó có vết một chút đây, hồi bên này cũng khá đẹp nhá. Đây. Đây. Phía sau đây, Sony 228 thì có series của nó là 227546 là sản xuất Nhật Bản. Con này cũng hai đường analog ra, một đường cổng quang ra, một đường cổng cú xoan ra. Bên dưới này là con 227 thì nó điện 100V, công suất 14W, còn con 228 thì 12W và series của nó là 216667, cũng sản xuất Nhật Bản luôn. Đấy, và phía sau này thì nó có chảy nhẹ chút này. Đấy, không thường gì cả. Con này cũng có hai đường analog ra chân mạ vàng, một đường cổng cua xoan ra mạ vàng và một đường cổng quang ra. Đấy. Về mức giá thì chiếc đầu 227 này thì bên em bán với giá là 2,5 triệu đồng. Đấy. Còn chiếc đầu 228 này thì nó có sức mờ mờ màn hình này. Đấy, và đây cất cạnh một chút này. Đấy. Thì bên em bán rẻ hơn. Đấy. Là 2,3 triệu đồng. Đúng nhá. 2,3 triệu đồng. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua hotline là 0907 223 269 ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Các bác chuẩn đủ tiền thì bên em bao ship, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra sản phẩm bên em mà bị lỗi thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác.
hoặc các bác đổi cho sản phẩm khác tùy tùy ý của mình. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành nhưng hỗ trợ sửa chữa nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đấy. Và em cũng chỉ gửi hình ảnh và video test cho bác nào chuyển tiền đặt mua thôi. Còn bác nào mà không chuyển tiền đặt mua mất xem hình ảnh thì chờ em làm video đăng bán lên thì các bác chọn mua nhé. Em nói rõ quan điểm cách thức bán hàng của bên em như vậy. Và bên em thì không thu mua lại đồ đã bán cũng như là đồ hay đồ khác nhé. Đồ đã bán và đồ đã sử dụng tại Việt Nam là bên em không thu mua lại và không được khác. Bên em chỉ bán chuyên đồ bãi thôi. Đấy. Nào chọn shop em và mua thì cũng lưu ý tất cả cách thức mua bán hàng. Đấy, để đỡ phải trao đổi nhiều và anh em nói qua nói lại với nhau mất công lắm. Đấy. Rồi em báo giá lại. 227 này em bán là 2,5 triệu đồng. Còn con 228 này thì bên em bán mới ra 2,3 triệu đồng. Đấy nhá. Đấy. Số điện thoại là 0907 223 269. Bác nào gần thì qua nhà em chọn lựa một sản phẩm hoặc là tính ra thì lại trực tiếp qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các video sau ạ.